Chào em nhé, mình đến từ phụ viện Pico này. Hôm nay mình sẽ trên tay nhanh cái con Memo C09 này. Đây là vỏ con Memo C09 này. Còn đây là Memo C09 sau khi mà chúng ta đã cắm luôn vào rồi. Nó có cái vỏ, cái bề mặt, cái mặt rất là đẹp. Có đèn LED chạy xung quanh, có hai nút, một nút là chúng ta có thể chỉnh được đèn LED này, màu của đèn, chỉnh được chế độ đèn LED và tắt đèn LED. Nút tiếp theo là nút chỉnh công suất. Thì mình đang để ở mức công suất cao nhất, chúng ta có thể chỉnh được ba mức công suất cao, vừa và thấp. Thì ở mức công suất cao nhất mình đang, các bạn chú ý là mình đang cắm với lại con cụ của Xiaomi 33W thì nó đang nhận ở mức là 22W, 11V và 1.9A. Còn có thể là những cái con cũ của nó, cụ sạc điện thoại nó cao hơn thì có thể nó lên mức công suất cao hơn được khoảng 24 25W. Rồi không để các bạn chờ thêm nữa thì mình nói qua một chút về cái con Memo C09 này nhá. Thì ở đây đối với nhiệt độ phòng là 27 độ C và độ ẩm là 76%. Nhiệt độ phòng là 27 độ C và độ ẩm là 76%. 77% thôi, tức là độ ẩm nó thấp hơn mức khoảng 80% thì nó sẽ đóng được đá như vậy. Sau khoảng 5 phút cắm thì nhiệt độ của nó dao động ở mức là âm 7 độ đến âm 6 đến âm 8 độ. Đối với cả cái nhiệt độ phòng là 27 độ C và độ ẩm là 77 dưới 80 phần trăm thì nó sẽ xuất hiện hiện tượng là đóng băng đá như cái video này của mình. Các bạn chú ý về mặt độ ẩm nhé. Còn nếu mà chúng ta độ ẩm quá cao thì nó rất khó, nó sẽ mất thời gian để đóng băng lâu hơn. Chẳng hạn như nhiệt độ phòng nó là 30 độ mà độ ẩm lên khoảng 99-100% thì nó sẽ rất là khó để xuất hiện cái hiện tượng băng đá này. Thì chúng ta chú ý là cái nhiệt độ phòng nó phải, độ ẩm nó phải thấp nhá, một chút nhá, chứ không phải là cứ bất kỳ môi trường nào mà có thể đóng đá được, rồi lại bảo là bên mình nói không đúng. Cái con Memo C09 này đi kèm của nó phụ kiện là gồm một sợi dây cáp này, một cặp ngàm này, một cặp ngàm, một cái miếng dán tự tính. Đối với cả iPhone từ 12 đến iPhone đời cao hơn, đến đây như bây giờ là con iPhone 15 Pro Max, thì nó có thể tự hít được, hít rất là chắc. Còn đối với cả điện thoại Android hoặc đời iPhone thấp hơn, iPhone 11 đổ trở lại trước, thì chúng ta dán cái miếng dán tự tính này vào, rồi chúng ta sẽ đọc con này, con tảng ở đây nó sẽ hút vào mặt lưng như vậy đó. Rồi còn đối với cả máy tính bảng thì chúng ta sẽ gắn cái ngàm được tặng kèm đây, một cặp ngàm được tặng kèm, chúng ta sẽ gắn như vậy để có thể gắn được vào máy tính bảng, hoặc là chúng ta có thể dán cái miếng dán tự tính này vào máy tính bảng hoặc bất kỳ một thiết bị nào, thì cái con quạt tản nhiệt là Memo C09 này nó sẽ hít vào và để làm mát cái thiết bị đó, không nhất thiết là chúng ta phải gắn nhạc. Chúng ta lưu ý một chút là khi mà chúng ta dùng con này thì chúng ta cục sạc phải hỗ trợ dòng 12V trở lên, và tốt nhất là chúng ta cục sạc nó công suất nó cao một chút thì nó mới có thể là chạy được tối đa công suất của cái con Memo C09 này. Rồi mình đã trên tay nhanh cho các bạn cái con Memo C09. Thì các bạn hãy có gì để lại bình luận để bên mình có thể ra thêm các video có ích cho các bạn. Rồi, xin cảm ơn các bạn.